Xin chào tất cả quý vị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại quý vị nhà đầu tư trong chương trình tiêu điểm đầu tư được phát sóng vào thứ ba hàng tuần. Tôi là Tuấn Hoàng, còn đây là anh Du. Chúng ta hôm nay sẽ nói về câu chuyện ngành chứng khoán. Và trong ngành này thì ngày hôm nay bản tin sẽ cố gắng cung cấp đến quý vị nhà đầu tư một cái nhìn tổng quan nhất về ngành chứng khoán và những cơ hội rủi ro đối với ngành này. Thì chúng ta sẽ xin bắt đầu. Đầu tiên là thông tin Tuấn đưa ra gọi là 4M, 4M. Thì thứ nhất đó là chúng ta sẽ quan tâm đến cái macro của cái ngành này là gì. Số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong các tháng vừa qua rất là lớn, đúng không ạ? Tuy vậy thì cái tỷ lệ sở hữu tài khoản chứng khoán tại Việt Nam vẫn khá là thấp, khoảng 3 triệu của tài khoản, tức là đâu đó khoảng 3%. Và được kỳ vọng rằng là đâu đó trong khoảng 1 đến 2 năm tới cái số lượng tài khoản này lên đến khoảng 5 triệu, tức là khoảng 5% dân số. Và chúng ta nhận thấy rằng là ngành chứng khoán vẫn là một ngành đang rất là non trẻ và cơ hội còn rất là nhiều. Và thứ hai nữa là chúng ta có thể kỳ vọng vào được cái việc gia nhập vào thị trường mới nổi năm 2023. Theo kinh nghiệm của một số các thị trường khác như kiểu Kuwait chẳng hạn, thì khi mà họ nâng hạng từ thị trường emerging từ thị trường frontier lên thị trường emerging, tức là từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, thì cái giá trị chứng khoán của họ tăng đâu đó khoảng 78%, 70-80%. Một số thị trường cũng tương tự như vậy. Thì đây là một câu chuyện khá là tích cực cho ngành chứng khoán. Về cái này thì Tuấn đang tạm chấm điểm thử nó khoảng đâu đó khoảng 8 điểm, tức là cái lợi thế của cái macro của cái ngành này khá là ok, khá là có rất nhiều câu chuyện hay ho để kể trong khoảng 1-2 năm tới. Tuy vậy thì về cái moat, tức là về cái gọi là lợi thế cạnh tranh của ngành này, thì quan điểm cá nhân Tuấn thì hầu hết thì các doanh nghiệp này đều không có cái lợi thế cạnh tranh nào cả, mà hầu hết họ vẫn đang là dạng chu kỳ. Và cấu trúc của ngành này đang bị phá vỡ bởi những công ty fintech và công nghệ mới. Thì cái phần này Tuấn sẽ được chia sẻ trong đoạn sau, mấy slide tiếp theo sau. Tuy vậy thì cũng có một số điểm tích cực là một số các doanh nghiệp đã có xây dựng hệ sinh thái riêng cho mình. Ví dụ như là SSI này, hay là HSC, hay là Techcombank S. Đó. Ví dụ như Techcombank S là họ có một hệ sinh thái khách hàng rất là tốt, và họ có một cái quỹ đầu tư trái phiếu cũng khá là mạnh. Thì đấy là những cái hệ sinh thái mà họ đã tạo ra được. Thì trong trường hợp như thế thì họ sẽ có một số lợi thế cạnh tranh nhất định nào đó. Nhưng về cơ bản ngành này vẫn là ngành chu kỳ, nó không có sự khác biệt nhau quá rõ giữa các công ty với nhau. Tiếp theo, chính vì vậy thì về lợi thế cạnh tranh này, Tuấn đánh giá ngày này thường là khoảng 4 đến 5 điểm, tức là đâu đó chỉ xung quanh mức trung bình thôi. Về quản lý thì có một số các công ty đang cố gắng thay đổi cái tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình, như kiểu VinDirect chẳng hạn, là công ty cũng đang cố gắng chuyển dịch sang một mô hình quản lý tài sản và giảm phụ thuộc vào một nguồn. Khi mà thị trường lên hoặc thị trường xuống thì kết quả kinh doanh cũng bị biến động, thì VinDirect cũng đang cố gắng để chuyển đổi sang một cái mô hình mới là mô hình quản lý tài sản. Thì đó là một số điểm tích cực đối với cả một số công ty trong ngành này. Về cái valuation, tức là về cái định giá và cái chất xúc tác trong gian tới, thì có một điểm hơi bị tiêu cực ở đây, đó là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng, và điều đó khiến cho một số cái lo ngại rủi ro về dòng vốn sẽ rút ra tại Việt Nam. Thì đấy là một cái điểm tiêu cực. Và thứ hai là một cái điểm dấu hỏi khá là lớn, Tuấn sẽ để ở đây và tí nữa anh Du sẽ chia sẻ thêm, đó là định giá thị trường chứng khoán hiện tại đang không hề rẻ, đâu đó là PB khoảng 2,4 lần và PE khoảng 18 lần, tức là nó xung quanh ở mức khá là cao trong lịch sử. Nhưng mà về cơ bản nếu như gặp bảo là đắt và tạo ra bong bóng thì hoàn toàn chưa. Và thứ hai nữa là trông chờ vào cái việc mà giảm ngãn lệnh cho thị trường chứng khoán bởi từ Bộ Tài chính, tức là từ Bộ Tài chính và từ các sở, thì đấy là những cái mà tác động lớn nhất đến ngành chứng khoán này. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì cái phần mà định giá và cái catalyst, tức là những cái mà chất xúc tác để thị trường tăng giá, thì nó là điểm quan trọng nhất và mọi người cần phải để ý ở đây. Thì quan điểm của Tuấn rằng là cái phần này sẽ được quan sát kỹ hơn trong thời gian tới. Đây là một cái hình mà Tuấn muốn chỉ ra rằng là có bốn mảng kinh doanh chính của các công ty chứng khoán. Một đó là giao dịch này, tức là mình sẽ ăn hoa hồng giao dịch. Thứ hai là cho vay margin. Thứ ba là IB. Và thứ tư là đầu tư. Thì cái mảng giao dịch và cho vay margin thì hầu hết các công ty sẽ gần giống nhau. IB thì sẽ là
tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành cho các công ty chứng khoán, các công ty lên sàn đúng không, niêm yết, hoặc là họ phát hành trái phiếu. Thứ ba là đầu tư. Đó, đầu tư thì thiên về tự doanh, tức là phải lấy rủi ro của mình để tạo ra lợi nhuận. Và một điểm nữa là tôi muốn nói rằng là thị trường thị trường tài chính nó có ba chân. Chân thứ nhất đó là chân về ngân hàng, chân thứ hai là chân về thị trường chứng khoán, và chân thứ ba là chân về thị trường trái phiếu. Năm tôi còn nhớ năm 2017 là lúc đó là vẫn có đề án làm sao để tăng được cái quy mô vốn thì từ thị trường chứng khoán. Thì sau một khoảng thời gian đó thì thị trường chứng khoán mình đã có sự lớn mạnh rất là lớn. Tuy vậy thì kênh ngân hàng vẫn chiếm đến 50% cái tổng lượng huy động vốn trên toàn thị trường. Và thời gian tới, ví dụ từ 2020 này, chúng ta nhìn thấy là cái cột cuối cùng màu xám xám ấy, là cái kênh của thị trường trái phiếu đang mở rộng ra. Và khi thị trường trái phiếu này mở rộng ra thì kỳ vọng các công ty chứng khoán sẽ được hưởng lợi một phần từ cái quá trình mà hút vốn qua kênh trái phiếu. Thì đó là một số các catalyst để có thể tăng trưởng thị trường trong thời gian tới. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái phần nữa là phần định giá. Quý vị đầu tư có thể nhìn thấy cái đường màu trắng là chính là biểu đồ giá của VN Index, và sẽ có cộng trừ, ví dụ cộng trừ band của nó, tức là một cái khoảng của nó. Thì khi mà thị trường vượt quá cái mức mà 2.8, là tức là như kiểu năm 2018 ấy, là thị trường đang ở mức khá là rủi ro. Và khi mà thị trường ở dưới mức 2, PB ở dưới 2 lần thì thị trường nhiều khả năng là khá là an toàn để gia nhập. Thì hiện nay thị trường của chúng ta đâu đó PB khoảng 2.4 đến 2.5 lần, và nó đâm nào trung chiêng đâu ở giữa. Và đây là một thời điểm khá là nhạy cảm, mà chính sách của nhà nước trong thời gian tới nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc quyết định xem là giá cổ phiếu sẽ tăng hay là giảm thời gian tới. Và tiếp theo tôi muốn chia sẻ một câu chuyện mà đang phá vỡ cấu trúc ngành chứng khoán. Ở đây có lấy một ví dụ là công ty chứng khoán của Robinhood, là công ty thuần fintech và họ chỉ một nền tảng giao dịch thôi. Và họ thu phí theo kiểu gọi là Gold Member, tức là cứ từ 2.000 đô trở lên thì họ sẽ trả phí hàng tháng. Tức là yêu cầu Gold Member tức là phải có tối thiểu là 2.000 đô trong tài khoản này, và có trả phí hàng tháng 5 đô trên tháng để được sử dụng margin và nhận báo cáo phân tích. Đó thì họ gần như là họ miễn phí, mà họ chuyển sang dạng là thuê bao, tức là dạng như kiểu là anh chị chỉ cần trả một phí 5 đô và anh chị giao dịch thoải mái miễn phí. Phí đường truyền. Vâng, coi như là phí đường truyền. Anh lấy cái này. Thì sau đó là sau đó thì cái việc mà thay đổi của khi mà xuất hiện Robinhood ấy đã khiến cho ngành chứng khoán tại Mỹ thay đổi rất là mạnh mẽ. Và thời gian vừa qua một số công ty như kiểu Charles Schwab là một công ty khá là lớn tại Mỹ, họ buộc phải giảm phí giao dịch về không. Và một cái đồ thị tiếp theo. Đây đồ thị này, chúng ta nhìn thấy là cái đường màu xanh blue ấy, là đường của S&P 500. Và chúng ta các đường còn lại là của các công ty chứng khoán lớn nhất tại Mỹ. Thì các công ty chứng khoán này đang phải chịu một sức ép rất là lớn, và họ đang bị underperform, tức là cái hoạt động kém hiệu quả hơn rất nhiều so với thị trường. Đó thì chính cái việc mà xuất hiện những cái công nghệ fintech, những công nghệ mà giao dịch nhanh đã làm thay đổi cái cấu trúc thị trường chứng khoán hiện tại. Và cái việc mà các công ty chứng khoán của Mỹ họ đang phải thay đổi mô hình, ví dụ Charles Schwab họ bị buộc chuyển sang mô hình gọi là quản lý tài sản. Thì đó thì sau cái giai đoạn này thì những công ty nào có khả năng chuyển đổi cái mô hình của mình sang một cái mô hình mới nó bền vững hơn thì Tuấn tin rằng là một chu kỳ mới cho ngành chứng khoán sẽ tiếp tục bắt đầu. Còn trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ quan tâm đến ba cổ phiếu sau. Tuấn có gợi ý một số cổ phiếu sau để quý vị cùng theo dõi. Ví dụ như là VNREX chẳng hạn, là một công ty có tập khách hàng cá nhân khá là lớn này, và họ đang chuyển đổi dần sang mô hình quản lý tài sản. Hay VCI là công ty có IB khá là mạnh. SSI và HCM tức là công ty chứng khoán HSC đó, thì họ có hệ sinh thái khá là khép kín. Ví dụ như HSC là họ có gì nhỉ? Họ có quỹ VFM này, họ có quỹ DC hỗ trợ, cổ đông lớn hỗ trợ. Chính vì vậy mà khi mà hệ sinh thái như vậy thì họ có thể tận dụng được cái tập khách hàng lẫn của nhau. Thì đó là một vài quan điểm của Tuấn về cơ bản của ngành chứng khoán. Sau đây xin mời anh Du tiếp tục nói về yếu tố kỹ thuật của ngành này. Xin chào quý vị nhà đầu tư, chúng ta quay lại với phần tâm điểm thị trường chứng khoán. Hôm nay chúng ta đến với nhau ngành chứng khoán. Thì theo quan sát của Du trong khoảng hơn 10 năm qua thì cái cuộc cạnh tranh thị phần của các công ty chứng khoán diễn ra khá khốc liệt.
và cái biến động của các cổ phiếu ngành chứng khoán thì thường nó đi sát với diễn biến thị trường. Thì bản thân công ty chứng khoán thì kinh doanh trên trên chính thị trường chứng khoán. Nói về cái việc mà thay đổi thị phần và cái cuộc cạnh tranh thì chúng ta thấy rằng năm như 2010-2012 thì SSI có những lúc mà chiếm số 1 về thị phần môi giới và sau đấy họ để mất vào MBS rồi đến HFC. Nhưng sau đấy từ năm 2013 trở đi thì SSI đã giữ vững cái vị trí số 1 của ngành này. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn trong cái top 10 các công ty chứng khoán thị phần lớn nhất của HOSE đang chiếm đến 70% doanh thu công ty chứng khoán ấy, thì rõ ràng rằng cái cuộc đua vào cái việc chuyển đổi ngôi vị rất là lớn. Nhiều công ty chứng khoán mới xuất hiện, ví dụ như VPS hay là Mirae Asset cũng đã nhảy vào top 5 công ty chứng khoán lớn rồi. Và bây giờ thị phần nó cũng đang phát triển rất là mạnh nhờ cái nguồn vốn giá rẻ. Thì rõ ràng rằng cái kinh nghiệm của Du thì thấy là thường các ngành khác thì có thể không biến động theo thị trường, tức là có những năm ví dụ như ngành ngân hàng có những năm thị trường lên thì ngành đấy cũng không lên, và có những năm thị trường xuống thì ngành đấy cũng chưa chắc đã xuống. Hoặc thứ hai là ngành dầu khí, như hôm trước chúng ta trao đổi thì có những năm thị trường chứng khoán lên rất là mạnh nhưng ngành dầu khí vẫn chỉ hồi phục rất là nhẹ và có thể là rơi tiếp, tìm đáy sau thấp hơn đáy trước. Nhưng mà ngành chứng khoán thì có cái đặc biệt là nó bám theo thị trường chứng khoán, bám rất sát, tại vì thị trường chứng khoán đi lên thì thứ nhất là cái triển vọng của các công ty chứng khoán cũng tích cực lên, tại vì thứ nhất là doanh thu có thể tăng nhờ phí giao dịch, rồi cho vay margin, rồi thứ ba là doanh thu từ các cái dịch vụ tư vấn niêm yết IB, rồi thứ tư là doanh thu có thể tăng từ các cái nguồn đầu tư, ví dụ tự doanh hay là nguồn vốn. Ngược lại khi mà thị trường chứng khoán đi xuống thì mọi thứ lại rất là xấu với công ty chứng khoán. Thứ nhất là thanh khoản bị thu hẹp, rồi margin không dùng được nhiều, tỷ lệ dùng rất là thấp, rồi tự doanh có thể thua lỗ. Thì đấy là những cái mà chúng ta nên biết, tại vì như vậy thì chúng ta muốn đầu tư ngành chứng khoán rõ ràng chúng ta phải nhìn cái triển vọng thị trường. Khi mà triển vọng thị trường tích cực thì ngành chứng khoán rõ ràng tích cực, còn khi triển vọng thị trường tiêu cực thì rõ ràng ngành chứng khoán cũng sẽ tiêu cực theo. Và đây là ngành mà theo Du là dễ chi định nhất trên thị trường, tại vì nó bám sát theo cái diễn biến của chỉ số của thị trường. Nó có thể mạnh hơn một chút khi thị trường tăng và nó sẽ yếu hơn thị trường một chút khi thị trường giảm, vì cái mức độ tác động nó sẽ là tác động kép. Trong ngắn hạn khoảng 2 tháng trở lại đây, khi mà hệ thống của sở bị quá tải, chúng ta thấy rằng cái giới hạn giao dịch của thị trường thì nó cũng bị giới hạn. Thì đấy là một cái rào cản với các công ty chứng khoán, tức là cái thanh khoản thị trường cứ đạt đến 14-15 nghìn tỷ thì không thể giao dịch được nữa. Thì đấy là cái cản trở cho cái việc tăng doanh thu của các công ty chứng khoán. Tại vì sao? Tại vì nếu mà thanh khoản lên được 20-25 nghìn tỷ hoặc 30 nghìn tỷ thì rõ ràng rằng cái khả năng tăng doanh thu từ các công ty chứng khoán rất là lớn, tại vì thị phần thì vẫn thế, mà giá trị càng tăng thì họ cái giá trị phí thu được càng tăng. Cái thứ hai nữa là cái việc tăng quy mô cho vay margin, tại vì cái lượng nhà đầu tư F0 thời gian qua vào tài khoản rất là nhiều, thì các công ty chứng khoán thì cái việc tăng dư nợ margin thì chắc là phải đợi đến hết đại hội cổ đông, tức là có lẽ phải sang quý 2 năm 2021. Nhưng theo Du thì thứ nhất là nhìn về cái triển vọng giải quyết cái việc tắc nghẽn lệnh và cái việc tăng margin thì có lẽ là sau quý 2 mọi thứ sẽ được giải quyết. Tại vì thời gian từ đây đấy cũng khoảng 4 tháng nữa. Và quý 2 thường là vùng trũng thị trường. Như vậy nếu mà cái việc giải quyết cái câu chuyện nghẽn lệnh của HOSE, và thứ hai là cái việc công ty khoán nâng được cái vốn tự có lên để mà cho vay margin, thì chắc chắn rằng cái triển vọng của ngành khoán nó sẽ rất tích cực. Ngoài ra nếu như cái câu chuyện thị trường nó tích cực theo xu hướng mà nhiều chuyên gia kỳ vọng là vượt 1.200 để lên các mốc điểm cao hơn, thì rõ ràng lúc đấy thì tất cả các yếu tố đều hội tụ để cho ngành chứng khoán tăng giá. Còn rõ ràng trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng cái triển vọng thị trường cũng khá phức tạp để dự báo. Tại vì trong khoảng hơn 2 tuần trở lại đây thì khối ngoại bán ròng rất là mạnh sau những cái biến động của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, và không chỉ ở thị trường Việt Nam thì khối ngoại bán ròng khá mạnh ở các thị trường cận biên và mới nổi khác, ví dụ như Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Rồi chúng ta tiếp tục bằng việc mà chúng ta review qua cái đồ thị kỹ thuật của một số công ty chứng khoán. Và đầu tiên Du chọn là SSI, là công ty đầu ngành của ngành chứng khoán. Tại vì dù sao thì khi các công ty khác chiếm lĩnh được thị phần SSI thì công ty này vẫn là cái công ty số 1 của ngành. Nhưng rõ ràng cái rủi ro bị chiếm lĩnh số 1 về thị phần của SSI đang khá là cao. Nhưng trong ngắn hạn thì SSI vẫn được coi là cổ phiếu dẫn dắt của ngành chứng khoán. Chúng ta thấy rằng SSI hiện vẫn đang ở cái giao dịch ở vùng thấp hơn cái đỉnh của tháng 1 năm 2021. Nó cũng giống như tương tự như index của chúng ta hiện tại, tức là nó đang sideway trong vùng 1150 đến 119x. Và SSI thì cũng tương tự, tức là cái đồ thị nó khá tương đồng nhau, khi mà cái rủi ro hai đỉnh vẫn có thể xuất hiện, nhưng cái cơ hội vượt đỉnh thì vẫn còn, tức là mọi thứ vẫn đang 50-50.
Nếu như cái câu chuyện mà giải quyết nghẽn lệnh và tăng vốn nó đến sớm hơn thì rõ ràng là cái cơ hội của ngành chứng khoán có thể mở ra sớm hơn. Còn nếu như cái câu chuyện giải quyết nghẽn lệnh và tăng vốn nó đến chậm thì rõ ràng ngành này có lẽ phải chờ đợi thêm. Thì quan sát SDI chúng ta thấy rằng cái tăng giá của SDI trong năm 2020 khá là tốt sau khi bị rơi mức giá 10.000 đồng một cổ phiếu, giống như nhiều cổ phiếu khác sau đợt Covid thì cổ phiếu này tăng lên mức giá cao nhất là đến 37.000 đồng cổ phiếu, tức là tương đương mức tăng 3,7 lần. Đây là mức tăng khá là tích cực, tức là tăng 370%. Tuy nhiên là trong ngắn hạn khoảng 2 tháng trở lại đây, tính từ giữa tháng 1 thì rõ ràng cái cơ hội của SDI nó bắt đầu nó thấp đi rồi, tại vì khi mà chưa vượt qua được cái đỉnh cũ thì cái rủi ro hai đỉnh vẫn còn nguyên. Và có lẽ thì cái diễn biến của SDI nó cũng sẽ tương đồng với diễn biến của VN Index trong thời gian tới thôi. Nếu mà VN Index có cơ hội vượt lại đỉnh 1.200 trong thời gian từ nay đến cuối tháng 3 thì có lẽ thị trường nó sẽ tích cực và cái triển vọng ngành chứng khoán rõ ràng đấy sẽ rất tích cực. Nhưng ngược lại, nếu mà thị trường chưa vượt được thì các cổ phiếu ngành chứng khoán cũng sẽ diễn biến tương tự như chỉ số. Còn trong cái trường hợp xấu hơn là nhiều chứng khoán có rủi ro điều chỉnh sâu thì rõ ràng ngành chứng khoán cũng sẽ có những áp lực điều chỉnh sâu. Nhưng rõ ràng nếu chúng ta nhìn câu chuyện dài hạn hơn khoảng 2 năm nữa, 3 năm nữa thì những câu chuyện về xã hội hóa chứng khoán, đầu tư chứng khoán hay là giải quyết nghẽn lệnh để nâng hạn thị trường thì rõ ràng cơ hội của ngành chứng khoán còn rất là lớn. Và đây vẫn là cái nhóm ngành mà không chỉ quan tâm trong thời gian ngắn, không chỉ trong năm nay mà có thể trong nhiều năm nữa. Thì với du quan điểm của du thì khi nào cổ phiếu SDI vượt qua cái kháng cự ở vùng 36 đến 37 nghìn đồng cổ phiếu, tức là đóng cửa vượt qua, thì lúc đấy mới chốt định ngắn hạn được. Còn trong giả định trong trường hợp mà mọi người đợi mua ở một vùng giá thấp để có cái biên an toàn tốt thì nên đợi về vùng giá 25, quanh 25 nghìn đồng cổ phiếu, tức là cái vùng giá đang ở hỗ trợ Fibo 38.2 đấy. Thì SDI đang ở cái vùng nó khá là lưng chừng, tức là nó cũng gần đỉnh nhưng mà nó cũng khá gần các hỗ trợ. Thì như cái hỗ trợ gần nhất chúng ta thấy là hỗ trợ ở vùng 25 đến 26, tương ứng với đầu tháng 2 lúc mà cổ phiếu nó bị giảm điểm, và rõ ràng nó vẫn trong cái kênh tăng giá. Thì nếu như mua thì hoặc là đợi cổ phiếu này về vùng hỗ trợ để cân nhắc, để có cái mức giá thấp và cái biên an toàn nó tốt theo phân tích cơ bản, hoặc là chúng ta đợi tín hiệu khi cổ phiếu này vượt đỉnh, tức là vượt lại mức giá 36-37.000 đồng cổ phiếu. Còn ngắn hạn thì để chết đinh thì rõ ràng là khó rồi, tại vì nó là cái cổ phiếu mà đang sideways ở gần vùng đỉnh, khá rủi ro. Tương tự những cổ phiếu khác, ví dụ như là VND hay là HCM này cũng diễn biến khá là tương đồng, tức là nó đều là có cái rủi ro hai đỉnh. VN Direct thì tăng giá cũng từ mức giá khoảng 10.000 đồng của năm 2020 lên mức giá khoảng 32.000 đồng, tức là mức tăng khoảng 3,2 lần. Và hiện tại cũng đang có cái rủi ro hai đỉnh và cũng vẫn có cơ hội để tích lũy để vượt đỉnh nếu như thị trường thuận lợi để vượt 1.200 điểm. Cái tâm lý đầu cơ nó sẽ được kích hoạt và ngành chứng khoán thì thường nó sẽ chạy chung giống như thị trường chung. Thì cũng giống như SDI thì với VND thì chúng ta có thể đợi mua khi cổ phiếu nó vượt 32.000 hoặc là chúng ta mua vùng 22.000 đồng cổ phiếu, tức là vùng hỗ trợ của tháng 2. Còn khi nó đang sideways và ở thứ 50-50 thì tốt nhất là với dân chơi định ngắn hạn thì không nên hành động gì. Tương tự như HCM chúng ta cũng thấy là nó cũng không có gì khác biệt cả. Cổ phiếu này cũng có mức tăng tương đồng với VND SDI trong năm 2020 đến giờ. Và cái kháng cự thì ở quanh mức khoảng 34-35.000 đồng cổ phiếu. Khi vượt qua cái kháng cự này thì rõ ràng nó sẽ mở ra một cái cơ hội tăng giá mới. Còn ngược lại thì nếu mà điểm giảm thì nó sẽ có cái hỗ trợ ở đầu tháng 2, tức là cái vùng khoảng 24-25.000 đồng cổ phiếu. Cái rủi ro để vỡ vùng này mình dù đánh giá thì cũng chưa có rủi ro gì để vỡ trong ngắn hạn cả. Trừ khi thị trường có những cái biến cố mà làm vỡ cả cái mốc hỗ trợ của quanh 1.000 điểm của cuối tháng 1 vừa qua. Thì như hiện tại thì cái sốc xuất đấy nó cũng không quá cao. Nhưng mà mọi thứ đều có thể và chúng ta phải theo dõi. Còn khi mà cổ phiếu đang ở lưng chừng mà nó không có tín hiệu nào để ra quyết định thì tốt nhất là chúng ta chờ đợi thôi. VCI thì nó yếu hơn, rõ ràng VCI nó có mức giá tăng mạnh hơn các cổ phiếu như VND hay là HCM hay là SDI. VCI tăng giá từ mức khoảng 13.000 đồng lên 65.000 đồng cổ phiếu, tức là mức tăng khoảng 5 lần, cổ phiếu nó tăng mạnh hơn hẳn. Và cái thanh khoản cổ phiếu này nó cũng cô đặc hơn, tức là cổ phiếu này không có nhiều phiếu chơi nổi. Thì thường về nguyên tắc trong đầu cơ thì cổ phiếu nào có cái lượng floating nó thấp, tức là cái lượng hàng cô đặc được nhiều nhà đầu tư người ta tin tưởng nắm giữ thì nó sẽ tăng mạnh hơn những cái cổ phiếu mà có thanh khoản lớn. Ví dụ thanh khoản lớn nhất thì thường vẫn là SDI. Còn VCI là cổ phiếu thanh khoản nó khá là nhỏ.
và cái khả năng đột biến của VCI nó sẽ tốt hơn các cổ phiếu khác, tại vì cái mảng IB của VCI rất là mạnh, và mỗi năm đem lại những cái khoản lợi nhuận nó rất là đột biến. Còn những công ty chứng khoán thì sự đột biến nó sẽ không lớn vì nó phụ thuộc vào cái doanh thu phí và cho vay margin là chính thôi. Thì với VCI chúng ta cũng thấy là nếu mà mua chúng ta phải đợi một cái kịch bản nó vượt hẳn cái đỉnh giá 65 diễn ra từ đầu tháng, từ giữa tháng 1. Và khi mà mua với mức giá này rõ ràng là cái mức giá này tương đối cao, tại vì nó không hề rẻ so với những cái cổ phiếu mà chúng ta đang nhìn. Và cái định giá lúc đấy thì chúng ta phải xem kỹ lại, thì lúc đấy nó sẽ tương đương nhiều phiếu blue chip khác rồi. Còn nếu mà nhìn hỗ trợ thì hơi khó cho VCI, vì cái hỗ trợ thì nó cũng tương đối xa. Nếu mà chúng ta nhìn tổng quan cả một cái câu chuyện tăng từ 2020 đến giờ, thì cái Fibo 38.2 nó sẽ ở mức khoảng 45.000 đồng cổ phiếu, tức là cái khoảng chênh giá giữa vùng đỉnh và vùng hỗ trợ tương đối lớn. Và cái diễn biến của VCI để vượt đỉnh thì nó sẽ khó hơn VND hay SNI hay HCM, tại vì nó đang cách xa đỉnh xa hơn, tức là nó đang ở thấp hơn đỉnh tương đối. Và những cái cổ phiếu như này thì nếu mà không may thị trường rủi ro thì cái xác suất phá đáy nó lại cao hơn những cổ phiếu mà đang ở sát vùng đỉnh, tại vì nó đang ở cái vùng mà có khả năng vượt đỉnh. Thì rõ ràng cũng giống như VND SNI HCM, chúng ta có thể cân nhắc khi mua khi vượt đỉnh hoặc là khi nó về vùng hỗ trợ của đợt giảm cuối tháng 1 đầu tháng 2. Còn khi mua lưng chừng này thì Dung nghĩ là không nên. Nhìn thì có một số cổ phiếu công ty chứng khoán nhỏ thì đã vượt đỉnh tăng giá, thì Dung cũng nghĩ là có thể là do những câu chuyện riêng biệt. Ví dụ như chúng ta thấy chứng khoán IB tăng khá mạnh được vừa rồi, nhưng nó không có tính đại diện trong ngành chứng khoán, vì dù sao cổ phiếu này cũng không phải là những cái doanh nghiệp trong top 10 và không phải là vị thế đầu ngành. Hay ví dụ như gần đây là ngày hôm qua thấy có MBS vượt đỉnh, thì những cơ hội này thì thực ra mọi người vẫn có thể mạo hiểm được. Nhưng mà khi mà các phiếu này tăng mà không có sự đồng thuận của ngành thì rõ ràng nó chỉ là câu chuyện đơn lẻ, và mọi người tham gia một tỷ trọng thấp và có ngưỡng cắt lỗ rõ ràng thì vẫn tham gia được. Còn để những cổ phiếu tăng mạnh thì thường cả ngành nó sẽ phải tăng, và các cổ phiếu đồng ngành nó phải có sự dẫn dắt. Ví dụ chúng ta thấy như ngành phân bón vừa qua, khi mà đạm Cà Mau dẫn dắt thì các phiếu tăng rất là mạnh, hay như ngành khu công nghiệp đúng không ạ, hay như ngành dầu khí, thì chúng ta nên đợi những câu chuyện của ngành nó không đồng thuận thì nó sẽ có những cái bước giá tăng mạnh hơn. Các cổ phiếu nhỏ ví dụ như chúng ta thấy như chứng khoán BSC hay là FTS thì một hai phiên gần đây cũng khá tích cực, tức là dòng tiền vào với cái kỳ vọng mua để hướng đến vùng đỉnh hoặc là vượt đỉnh. Nhưng rõ ràng đây là những cái cơ hội nó khá là đơn lẻ và nó mang tính mạo hiểm hơn là tính đại diện trong ngành. Thì quan điểm của Du thì ngành chứng khoán thì nó sẽ bám sát diễn biến của thị trường. Nếu mọi người kỳ vọng thị trường vượt 1.200 và câu chuyện của sàn HOSE được giải quyết trong 1-2 tháng tới thì rõ ràng ngành chứng khoán thì nó sẽ có cơ hội ngắn hạn. Nhưng nếu mọi người nhìn câu chuyện xa hơn, tức là mọi người nghĩ rằng cái việc giải quyết câu chuyện nghẽn lệnh và tăng vốn nó phải mất một quý, thì có lẽ là chúng ta nên đợi cái thời điểm vùng trũng là cuối quý 2, thì những cái cơ hội để đầu tư nắm giữ số lượng lớn với cái kỳ vọng lớn hơn cho dài hơi hơn thì nó sẽ phù hợp hơn là những câu chuyện trên đỉnh ngắn hạn. Còn hiện tại thì mọi thứ vẫn đang khá là bấp bênh, và xác suất thì 50-50. Quan điểm của Du thì khi trên đỉnh thì sẽ không thích chọn những cái xác suất 50-50, hoặc là nó là xác suất tích cực hoặc là xấu, chứ không chọn những xác suất mà nó sideways đi ngang. Xin hết. Thì để Tuấn tổng hợp lại cái quan điểm của chương trình ngày hôm nay, đó là Tuấn và anh Du cùng quan điểm rằng là về dài hạn thì thị trường chứng khoán vẫn là một kênh khá là hấp dẫn, và các công ty chứng khoán là một phần trong đấy. Đó là những câu chuyện về xã hội hóa chứng khoán, đúng không ạ? Về việc mà gia nhập thị trường mới nổi, emerging market. Tuy vậy trong ngắn hạn, chung là trong trung hạn khoảng 3-6 tháng tới, chúng ta cần phải nhìn đó câu chuyện về việc mà mở rộng margin thông qua sau khi đại hội đồng thông qua, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là việc mà có thể được giải quyết được ngãi lệnh, việc ngãi lệnh hay không, thì đó là một cái mà chúng ta cần phải theo dõi trong thời gian tới. Còn về các vị thế để giao dịch thì anh Du cho rằng là hầu hết các vị thế vẫn đang ở góc độ 50-50. Mà câu chuyện nếu như chúng ta chắc chắn được rằng VN-Index có thể vượt được 1.200 thì lúc đó ngành chứng khoán sẽ có thêm một cơ hội mới, đúng không ạ? Và trong trường hợp đó thì VND, nếu như quý vị nào muốn giao dịch mạo hiểm đầu cơ thì khi vượt quá mức 32 thế là lúc có thể mở vị thế mua mới nếu như thị trường cùng đồng thuận, và ngưỡng hỗ trợ có thể mua để mức an toàn sẽ 22. Tương tự thế HCM thì cái ngưỡng mua có thể là vượt đỉnh 34-35 và hoặc là ngưỡng hỗ trợ là 24-25. Của SSI thì ngưỡng vượt đỉnh là 36-37 và ngưỡng hỗ trợ là 25-26.
Thì và VCI thì anh Du quan điểm rằng là khá là mạo hiểm để mua thời điểm này đúng không ạ? Đó đó là quan điểm của chương trình tư điểm đầu tư ngày hôm nay, và rất mong được gặp lại quý vị nhà đầu tư trong chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.